Sáng nay ngày 29 tháng 12, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre tổ chức Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Bến Tre lần thứ 6, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự đại hội có Linh mục Phêrô Phan Đình Sơn, Phó Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hồ Thị Quang Yến, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trần Ngọc Tam, đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành tỉnh. Báo cáo tại đại hội cho thấy, 5 năm qua, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh đã bám sát tôn chỉ mục đích, đường hướng hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, hướng dẫn đồng bào Công giáo hướng về cộng đồng dân cư, đoàn kết với các tầng lớp nhân dân, tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ủy ban đã vận động được trên 200 tỷ đồng cho các hoạt động chăm lo sự nghiệp giáo dục, y tế, công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Đại hội đã thống nhất hiệp thương suy cử 84 ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2022-2027. Phiên họp thứ nhất, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh đề cử ban thường trực với 9 ủy viên, chủ tịch, các phó chủ tịch, linh mục Khổng Đức Ý tiếp tục được đề cử chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội cử đoàn đại biểu dự Đại hội Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam lần thứ 8 nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 6 đại biểu. Đại hội đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2022-2027. Tiếp tục đoàn kết tập hợp, tuyên truyền bà con giáo dân tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng nhân rộng các mô hình, cộng đồng giáo dân thực hiện bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre Hồ Thị Quang Yến ghi nhận những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước, đời sống vật chất và tinh thần của giáo dân được nâng lên, bà con giáo dân yên vui, sống an cư lạc nghiệp, thờ Chúa giữ đạo, chu toàn bổn phận công dân, nâng cao nếp sống văn hóa. Với những kết quả đạt được, thể hiện tấm lòng bác ái, yêu thương, phục vụ của bà con giáo dân trong tỉnh. Lãnh đạo tỉnh mong muốn và tin tưởng tất cả linh mục, tu sĩ, quế chức và giáo dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, gắn bó, đồng hành cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà, tích cực hưởng ứng các chương trình hành động ở địa phương, đặc biệt là trong triển khai các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo đảm an ninh trật tự, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội thông qua quy chế làm việc của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ mới, trao bằng khen của Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam cho 2 tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam giai đoạn 2017-2022, trao bằng của Ủy ban dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho 26 tập thể cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo nhiệm kỳ 2017-2022.